Một bản xe đang làm mưa làm gió tại thị trường xe đạp Việt Nam đây rồi các bác ơi. Các bác nhất định hãy ở lại xem hết video này cùng em. Bởi vì sao? Bởi vì em sẽ giới thiệu chi tiết về cấu hình cũng như là báo giá cho bác bản xe này. Cam kết với bác là sẽ có cái mức giá tốt nhất thị trường. Đó. Bác nào ở trên kênh mà đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc là muốn được tư vấn kỹ hơn về xe này, các bác hãy gọi ngay vào cái số hotline em luôn luôn để ở trên góc màn hình các bác nhé. Đó, số hotline của nhà em có Zalo đấy ạ. Và không để các bác phải đợi lâu nữa thì bây giờ em sẽ giới thiệu ngay bản xe này cho bác đây. Bản này tên gọi Sava Haukei nhá. Giá 30.990.000. Đấy, nặng chỉ có 8,3 kg thôi bác ạ. Đây nhấc nhẹ lên đây nhá. Nhấc nhẹ lên nhá. Đó. Full carbon Torite 800. Khung xe này, càng xe, cọc yên, tay lái và vành xe đây được làm hoàn toàn từ cái chất liệu là carbon Torite 800. Và loại chất liệu đó quá đẳng cấp rồi. Đây chính là cái chất liệu để tạo lên vỏ của máy bay các bác nhé. Carbon nó là một loại chất liệu siêu bền, siêu nhẹ, siêu cứng và chống rung lắc cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đây chính là những cái loại chất liệu cao cấp để tạo lên những bản xe đẳng cấp như này các bác ạ. Và bản này thì cấu hình cụ thể chi tiết sẽ như sau đây. Đây em sẽ đi dịch vào đây nhé. Khung xe, càng xe này, cọc yên này, tay lái và vành xe thì được làm hoàn toàn ở chất liệu là carbon Torite 800. Và ở trên cọc đứng của xe này các bác có nhìn thấy đây, không thể thiếu được tem UCI chứng nhận bản xe này đã đủ các tiêu chuẩn để tham gia các cái giải đua xe rồi ạ. Đó, bô tăng kia đông được làm từ carbon và thiết kế theo cái dáng đầu cá mập đây. Khi đi xe thì sẽ làm giảm được cản của không khí, đạt được tốc độ tối ưu nhất. Đề là đề lắc hai lưỡi gà. Và bộ đề thì đến từ Shimano 105R7120, rất là cao cấp rồi đúng không ạ? Phuộc đây, phuộc là phuộc đơ đến từ thương hiệu Sava các bác nhé. Phuộc thì cũng được làm hoàn toàn từ carbon rồi. Và trang bị một bản phanh thì không thể cao cấp hơn được nữa. Phanh đến từ Shimano 105R7170 nhé. Đó. Và bộ chuyển động thì sẽ bao gồm là hai đĩa và 12 tầng líp thả ở phía đằng sau. Bộ chuyển đĩa này, chuyển líp này, đùi đĩa đến từ Shimano 105R7100. Đùm trước đùm sau là đùm nhôm, bi thì bạc đạn siêu trớn rồi. Vành carbon 5 xăng, lốp mang số là 700x25C. Lốp của GNT, một bản lốp thì đã quá là xịn sò rồi đúng không ạ? Đó, và đùm nổ thì quá là ok luôn này. Đó, đùm nổ thì tôi gọi phải gọi là biết tài luôn cho em rồi. Bản này là phiên bản, là phiên bản gọi là giới hạn của em nhé. Phiên bản giới hạn, hiện tại thì nó đã không còn ra hàng nữa rồi. Và bên đại lý của anh em hiện tại đang còn size, đó là size S. Size S thì sẽ tương đương với size 52. Đó, gióng đứng là 48 và gióng ngang là 54 của em nhé. Gióng ngang là 54 sẽ phù hợp với những bác mà có chiều cao từ 1m7 trở lên đi, sẽ rất là ok luôn. Và hiện tại thì cũng chỉ còn màu đen này. Màu đen cũng rất là đẹp các bác ạ. Màu đen nhá, kết hợp với lại tem sơn màu trắng này, viền màu tím rất là đẹp, rất là nổi bật luôn. Bản này là bản xe tức là mang trong mình rất là nhiều cái cải tiến ở cái khung xe, ở cái hình dáng của xe đây. Đó. Mang trong mình rất là nhiều cái sự cải tiến, sự mới lạ, sự độc đáo của năm 2024. Như các bác có thể nhìn thấy đây. Đó, khung xe được thiết kế cái dạng hơi tròn nhưng nó vẫn có góc cạnh nhá, rất là thanh thoát luôn, cực kỳ là tinh tế rồi. Đó. Và bản này thì hiện tại bên em vẫn đang được các bác ủng hộ rất là nhiều luôn. Nếu như các bác đã thực sự mà ưng ý với cái màu sắc như này và ưng ý với cái size số của xe thì các bác hãy gọi trực tiếp vào số hotline em luôn luôn để trên góc màn hình. Địa chỉ của bên em ở Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang. Những bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp để xem xe, để đi thử xe, để trải nghiệm xe. Còn ở xa mà không đến được thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với nhà em qua cái số điện thoại hotline em luôn luôn để trên góc màn hình các bác nhé. Và khi mua xe ở bên đại lý của nhà em thì các bác sẽ được tặng kèm. Thứ nhất là đối với bản xe này thì được tặng kèm gọng bình, bình nước, đèn hậu xịn này, đèn siêu sáng này. Đó, và một chiếc giá để xe nhé. Một chiếc giá để xe trị giá 200.000 vô cùng là xịn xò luôn. Miễn phí ship giao hàng về tận nhà. Khi hàng về nhà thì các bác được phép mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái cho em. Và với những bản xe cao cấp giá từ 12 triệu đồng trở lên thì khi mua xe các bác vui lòng cọc cho em 500k. Đó, cái tiền đó thì coi như cái tiền này tạo dựng niềm tin, uy tín và trách nhiệm. Khi mà các bác thực sự mua xe rồi, thực sự tin tưởng bên nhà em rồi thì việc đặt cọc thì nó là điều quá là đơn giản luôn rồi đúng không ạ? Và video của em ngày hôm nay thì em xin được tạm dừng tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai. Chào tất cả các bác ạ.